Mình chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hiện tại là mình đang ở thành phố Bạc Liêu nha cả nhà. Thì hôm nay là mình có dịp mình xuống thăm nhà của công tử Bạc Liêu. Đó thì thật sự là mình vào thì mình thấy là nhà của công tử Bạc Liêu rất là nhiều những cái vật dụng từ xưa đến giờ, đã lưu truyền từ xưa đến giờ rất là lâu cả nhà ơi. Thì rất là đẹp, nhưng mà mình biết được là công tử Bạc Liêu là còn một người con nữa cả nhà. Thì một người con trai tên là chú Đức nha cả nhà. Thì trước giờ thì mình cũng chưa có cái dịp mà trò chuyện với chú Đức. Thì hôm nay là mình có dịp xuống Bạc Liêu thì mình sẽ tìm đến nhà của chú Đức thì để mà thăm chú, cũng như là mình trò chuyện với chú về cuộc sống của chú hiện tại như thế nào, cũng như là trước đó là chú làm cái gì, chú ở đâu, và bây giờ cuộc sống của chú là như thế nào nha cả nhà. Thì bây giờ mình đã tới nhà của chú rồi, thì bây giờ mình sẽ mời mọi người vào bên trong để mà thăm sức khỏe của chú, cũng như là trò chuyện với chú nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người vào bên trong để mà thăm chú nha. Vô đi anh. Dạ. Nghe khỏe không chú Đức? À. Nghe nói chú Đức, con cũng không có biết là chú Đức, nên là hôm nay con ở Vĩnh Long, con lên con ghé con thăm chú. Dạ. Ồ, cái anh này hồi trẻ của chú đây nè, đúng không? Trẻ quá, đẹp trai. Dạ. Hình chụp của cách đây khoảng 5 năm rồi. Dạ. Wow. Tuổi thật của chú là năm nay là 73 tuổi hả chú? Chú sinh năm 47. À, 1947. Tuổi Đinh Hợi. À, dạ. Thì hôm nay con ghé con thăm chú, hôm nay thật sự là con mới biết được chú. Thật sự là trước giờ con cũng nghe đọc báo nè, cũng là xem video, cũng là xem trên mạng là con mới biết được tên của chú. Nhưng mà hôm nay là con mới gặp tận mắt chú. Dạ, thì hôm qua là con có ghé thăm ở bên nhà của công tử rồi. Dạ. Cũng được biết là chú hiện đang sống ở đây, nên là con qua con thăm chú. Chú là người con thứ mấy của công tử ạ? Ba có 5 đời vợ, 10 người con, 1 vợ Pháp, 4 vợ Việt. Chú là coi như người con thứ đứng về anh em, là chú thằng thứ tư. Dạ. Thứ tư là con của người vợ thứ mấy? Vợ thứ hai. Dạ. Con người vợ thứ hai. Dạ. Mà chú bạc phước hơn những người khác đó, là khi mẹ sinh ra, sinh đôi, chú ra trước chú sống, rồi em ra sau chết cùng với mẹ, rồi chú mồ côi từ nhỏ tới lớn. Thành ra khi lớn lên ông già cũng lo cho ăn học ở trường Ta Be này kia, nhưng mà làm như nó thiếu cái sự chăm sóc của người mẹ hay tình thương của người mẹ đó. Dạ. Chú trốn học nhiều hơn đi học, thành ra về già chạy xe ôm, phải rồi, không có cái tay hết. Đó. Người ta nói sao nói chứ tôi biết cậu ba nhiều lắm. Hồi đó mà thiệt tình không nhờ có cậu ba giúp tôi không biết tôi còn sống được tới giờ này hay không. Đó là chú nói về sự thật, nhưng mà cái chuyện ngoài đời bây giờ nó không đơn giản như mình nghĩ. Chú thì dùng sự thật để tiếp khách nói chuyện thôi, mà ai tin không tin quyền của người ta. Dạ. Nhưng mà những người không hiểu biết hiểu sai lệch về ông già nhiều lắm. Dạ. Thì chính ông nội hồi đó nè còn xây cái trường đại học Đông Dương cho ngoài Hà Nội nữa. Bây giờ mấy người ngoài Bắc, thí dụ như ông Dương Trung Quốc nữa, đều biết cái cách sống của ông già hết. Dạ. Còn lại không là không có gì sai sót, mà xui xẻo bị chủ trương của nhà nước rồi sau này đánh gục tư sản bài bản, thì tình cảnh chú bị dính lây vô. Dạ. Thành ra những quyền lợi của chú mất hết. Dạ. Không còn cái gì hết. Dạ. Bây giờ tới nỗi sau này chú về đây thì cũng may mắn là gặp bí thư tỉnh ủy anh Võ Dũng á. Dạ. Mới thấy như vậy chú lên xuống mấy lần. Có lúc chú đang chạy xe ôm ở Sài Gòn á, thì tình cờ nhận được cái điện anh Võ Dũng kêu về đây để giải quyết sự việc, thì chú cấp tốc chú về. Dạ. Về thì ở dưới này mấy năm trời cũng chưa được giải quyết gì hết, thì chú cũng ráng bám ở đây thôi. Dạ. Lúc mà chú chạy xe ôm trên đó là chú chạy bao nhiêu năm? Chạy tính ra cũng gần hết 10 năm. Lúc đó nó cùng đường quá rồi, thì cái lúc đầu mà sau giải phóng á,
thì có thời gian chú làm ăn cũng được, ra ngoài chợ trời bán ba cái đồ máy móc điện tử này kia đó, dạ, thì sống cũng được, có lúc mở nhà hàng đồ, dạ, cũng sống bình thường. Mà đùng một cái xui xẻo là nhỏ con gái nó bị gạt tình lẫn tiền đó, dạ, thành ra buộc cho coi như chú phá sản. Thì sau sự việc đó thì chú mới ra ngã tư điện phụ Bách Tưa chạy xe ôm. Thì tình cờ một đêm đó hai coi khoảng 11:30-12 giờ á, thì chở nhà mình phóng viên báo Tuổi Trẻ đi từ điện phủ Bắc Tơ về Dương Quán Hàm Gò Vấp. Dạ. Thì trên đường đi trò chuyện á, thì ông hỏi chú là quê ở đâu, nói quê Bạc Liêu. Thì ông cũng thật tình, ông nói trời ơi, quê Bạc Liêu mà sao không phải giờ này già rồi, sáu mấy tuổi mà còn chạy xe ôm khuya lơ khuya lắc gì nè. Dạ. Tôi nói thì vì cuộc sống vậy thôi, với lại nói giờ ông không phải khoe khoang gì, mà chú trả lời thật, chẳng những tôi là quê công tử Bạc Liêu mà tôi là con ruột của công tử Bạc Liêu. Dạ. Thì đó thì xe chạy vừa tới chợ Phú Nhuận thì ông kêu thắng lại liền. Ông mới quan sát với chú rồi ông mới móc trong túi ra đưa cho cái cà phê chiếc của ông đó. Dạ. Ông nói tuần này mắc bận rồi, tuần sau khoảng đúng tuần thì lên gặp ông để ông giúp dùng làm đơn từ rồi gửi gì cái này. Ông khuyên nên về đi, không đến nỗi. Mà ông cũng tình, thật tình ông nói bây giờ khổ quá rồi thì coi như cứ việc nghe lời ông đi, đi lại về đây đi. Rồi ở dưới này thí dụ người ta có giúp cái gì được thì giúp, còn không có giúp được thì ít lắm cũng được cái căn nhà tình nghĩa. Dạ. Thì nhắm ở được thì ở, nhớ không đỡ được thì bán đại mẹ nó đi lên Sài Gòn sống tiếp. Dạ. Và chuyện gì tới đâu hay tới đó, đó là sự thật hết. Dạ. Thì chú nghe lời vậy rồi chú mới gặp mà công viên đó được lắm kìa, có tình người lắm. Dạ. Rồi lúc đó mình mới làm đơn, làm đơn rồi sao vậy? Kết quả như thế nào? Làm đơn thì thật tình cái đường đi mà để đi làm đơn thì chú chữ nghĩa không có nhiều rồi, chú cũng dốt ba cái chuyện đó lắm. Dạ. Thì ông chỉ lên chỗ có luật sư gì chuyên làm đơn miễn phí á, thì lên đó mới gặp luật sư đó, rồi gặp những cái cô mà thư ký của luật sư vậy đó, mới tiếp chuyện với chú. Chú nói ra thì ghi tên với lại cô bấm máy, đúng rồi, Trần Chính Đức này con trai công tử Bạc Liêu thì đúng rồi, cổ mới giúp nhiệt tình lắm kìa. Dạ. Không tiền không bạc gì hết. Thì ra cái sự việc nó bắt đầu khởi đầu từ đó, coi làm như ông trời ông ngó lại ông giúp chú sao á, chứ đường cùng rồi chú đó không biết đi đâu luôn. Đúng đó, có thời gian khổ quá, đi Campuchia hết mấy năm trời, hết hai năm. Con thấy hình ở đây là, cho con hỏi là hình này là hình của ai? Cái đó là người con trai lai Pháp. Dạ. Khi ba du học bên Pháp á. Dạ. Thì có quen, đi du học 3 năm á, thì có quen một bà rằm thanh ông ra đó, ra đầu tiên. Dạ. À. Coi như anh cả đó. Dạ, anh cả. Nếu tính về tuổi ông thì chắc bây giờ chắc khoảng 90 hay là hơn 90 vậy á. Dạ. Rồi chú có biết là hiện tại là chú... Không biết, cái này giờ chỉ có hình ảnh chú nói chuyện vậy thôi chứ chưa từng gặp. Chưa từng gặp, mà cũng không biết là... Đã không biết, là... nhưng mà về đây sau này thì biết. Hồi lúc sau giải phóng thì ổng có về Sài Gòn thăm ba mấy lần. Dạ. Đó. Rồi sau này lớn tuổi mất rồi. Ba thì mất năm 74. Dạ. Thì 75 giải phóng coi mất cái nhà này luôn, nhà nước tịch thu luôn, không phải nhà này, cái nhà ngoài đó, nhà công tử. Dạ. Còn về đây thì ủy ban giải quyết là cho chú bây giờ nói cho mượn cái nhà ở tạm đi, rồi từ từ sau này tính sao, chứ bây giờ tiêu cấp cái nhà thì ở trên bí thư người ta nói không có quyền giải quyết mấy chuyện đó, mấy cái chuyện giải quyết nhà cửa là phải quốc hội hay là bộ chính trị. Yeah. Mới được.
Thì thứ chú nghe về lời chú vậy, coi về dưới này ở cái nhà thì ở tính như vậy được cũng 6-7 năm rồi. À dạ. Rồi cho con hỏi đây là hình ảnh của ai đi? Là con gái của má lớn đầu tiên đó. Dạ, người con gái của người vợ đầu tiên. Người vợ đầu tiên. À, con gái Trần Kim Huy, là cô là Trần Thị Lưỡng. Trần Thị Lưỡng. Dạ, cô Hai Lưỡng. Cô Hai Lưỡng. Dạ, đây là hình ảnh của chú lúc này chú trẻ nha. Cái tên chụp mấy chụp hồi vậy với này mấy năm sau mới chụp á. Dạ, dạ. Rồi hình này là hình của... bà xã. Bà xã của chú. À, dạ. Chụp lúc đó là khoảng 30 tuổi, còn giờ năm nay 60 rồi, 64, 65 vừa rồi. Này nhỏ cái út nó bị thần kinh đó. À dạ. Ở đây là hình gia đình của mình. Gia đình. Chụp cái thì lâu rồi chụp, hồi chú không biết hồi lúc này chụp cái hình thì là chú chưa sanh. Dạ. Hình này. Bà để kể cho dễ nhớ nè. Dạ. Bà nội mất, ông nội mất năm 42. Bà nội mất năm 47, chú thì chú sanh năm 47 mà tới tháng 11 mới ra đời. Thành ra không có kịp vô mấy cái hình này. Dạ, đây là công tử Bắc Liêu đó. Công tử đó. Dạ. Kế bên là, ấy, còn cái người mặc áo dài đứng trước này đó là chú kêu má lớn đó, là bà bạn cô Thị Đen đó. Dạ. Rồi đây. Rồi cô, người cô thứ 7. Dạ, cô thứ 7. Còn cái đó không biết. Dạ. Đó, cô tư, cô năm, cô sáu, cô bảy rồi vòng đứng ngoài sau vậy lại bác hai, rồi nó kêu bác hai đinh đó. Dạ. Ba ông già thì hồi đó anh ta hay kêu là cậu Ba Quy. Dạ, cậu Ba Quy. Ồ, cái bức này thấy vậy chứ kỷ niệm lắm á chú ha. À. Dạ. Ồ, ở đây là cái hình... Hình má ruột của chú đó. Dạ. Là quê gốc của má là người Mỹ Tho. Dạ. Ồ, công tử là hình là của công tử. Đó. Bà là hình chính giữa kế bên là má lớn á. Dạ. Bà Ngô Thị Đen đó. À, bên là Nguyễn Thị Hai là người vợ thứ hai của công tử. Đúng rồi. Dạ. Con thấy bên đây có một tấm hình nữa thì con... Thì cũng đó, người ta ná cái hình này nè. Dạ. Thì bây giờ nói cái về cái thì cuộc sống bây giờ nó ổn định rồi. Thì thời gian về lúc đầu có bữa không có gạo nấu ăn nữa. Đó, phải chịu đựng rồi lên xuống, nó hết mấy năm trời ở dưới này. Đổi chủ tịch lại bí thư ở dưới này đó. Dạ. Thì cái người mới sau này mới là... đọc cái tư liệu mà về chú, báo chí đăng về chú nhiều quá thì cũng gặp, nhưng mà khi ấy thì chú đang ở chợ thì Sài Gòn chạy xe ôm nữa. Dạ. Thì đang chạy bữa đó chở người Tây thì nhận được cái điện của anh Võ Dũng ở dưới này là bí thư á. Dạ. Mới kêu về gấp để mà để giải quyết sự việc cho. Thì chú nghe chú mới đi tóc về đây liền. Dạ, tức tóc về. Ừ, tóc về. Rồi sau khi gặp với chị Việt thì Võ Dũng anh nói bây giờ chẳng đang có cái giải nhà của ủy ban dựng lên mấy chục căn nè, 40 căn gì hay 40 mấy căn gì đó. Thì cấp cho cái chỗ đó ở tạm đi. Dạ. Chứ bây giờ tính cách là cho mượn ở tạm thôi, chứ cấp thì họ không cấp được, bởi vì cái quyền của bí thư không giải quyết được mấy cái vụ cấp này. Dạ. Không muốn gì đi xa hơn nữa thì phải chịu khó ở tạm đi, rồi nói thiệt là nói ở đi, nói gì chứ không ngay lấy lợi đâu, không ngay đuổi đi đâu. Dạ. Thì thật ơi, chú có nói trời anh giúp tôi cảm ơn, nhưng mà khổ cái bây giờ cái nhà mà của mình đang ở chưa hẳn là cái nhà của mình nữa, mà còn cái này nhà cho mượn thì một người nào lấy lợi thì sao. Ông nói thì khẽ ở đi, tới đâu hay tới đó. Dạ. Chứ bây giờ mày ra thì ông không được cái quyền cấp cái gì chân á. Thì ông nói vậy chứ nghe vậy thôi. Dạ. Hiện tại chú sống ở đây là sống với bà xã của mình. Bà xã với nhận con. Gái tới ở vậy thôi. Dạ.
hầu như quanh năm suốt tháng là như vậy thôi, có ba người đó. Dạ. Sau này chú hạn chế tiếp khách lắm, rất là hạn chế. Ai ấy thì vô đây gặp chú hay là thỉnh thoảng đồ có khách đồ mà cũng gặp chú thì gọi chú ra chỗ khách sạn Bạc Liêu vậy á. Dạ. Chỗ rồi chú tiếp tiếp chuyện. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Vậy là chú cũng đâu có làm gì ngoài cái việc mà mình bán sách đúng không? Không, không làm gì hết. Dạ. Chỉ bán sách thôi, sách là của nhà xuất bản thì ở mình bán ăn qua hồng. Dạ. Bây giờ chú thấy sức khỏe của chú trong người như thế nào? Không, sức khỏe thì bây giờ nó ổn định tốt rồi, cứ về đây cái thời gian tiền bạc không có mà phải đi mổ tim nữa. Mổ không phải mổ ấy mà đặt tên đó. Dạ. Thì cô đâu cũng tốn hết khoảng mấy chục triệu đó, không biết. Dạ. Không có. Vậy là ngoài cái bệnh đó thì cũng không có mang cái bệnh gì nữa hả chú ha? Không, nhưng mà sau này đi bác sĩ rồi thì chú nào là bây giờ bị thận bị gút gì lung tung beng không, nó chờ ông dành hết bệnh của người ta rồi thì vậy thôi, chứ mà thấy bình thường thì sức khỏe tốt. Dạ. Nhưng mà cái hai cái chân bây giờ nó ít vận động đó, thành ra hai cái chân yếu hay bị khớp bị nhức vậy thôi. Dạ. Bà xã của chú là cũng khỏe chứ không? Khỏe. Dạ. Bà xã khỏe, bà năm nay cũng tuổi ngựa đó, năm nay như cũng 64, 65 gì rồi. Dạ. Chú 72 thì bà nhỏ hơn 7 tuổi. Ở đây thì chú có thường đi thăm mộ của công tử không chú? Không, cái về đây thì lúc đầu đi lên đi xuống, bây giờ trên mộ á thì chú có tướng là nó cháu ngoại của người cô thứ sáu đó. Dạ. Nó ở trên đó hồi nào giờ, thành ra chú chỉ hỗ trợ cái tiền lương tháng 1,5 triệu cho nó coi chăm sóc làm cỏ đồ trên đó thôi. Dạ. Chú cũng ít lên, trừ khi mấy cái chừng nào có cái việc mà thanh minh rồi á thì lên thôi. Chú không có lên xuống thường, về mấy lúc đầu về thì lên xuống hoài. Sau này cũng bị vấn đề này vấn đề kia, chú hạn chế vấn đề đi lại chút. Dạ, với lại nhiều khi sức khỏe của mình không cho phép, với lại là dịch bệnh hay chú ha, nên đi xa. Và thường bình thường nếu mà một năm đã đám giỗ quá chú thì những con cháu cũng như mình của công tử là có về không? Không, chỉ có mình chú với lại ngay vợ chồng với con gái thôi. Không có ai vậy hết. Còn mấy người con của ông anh đó với lại mấy đứa mà anh em cùng cha khác mẹ đó, một thằng giờ đang ở bên Mỹ. Dạ. Yeah. Rồi lâu rồi cũng không có về đâu. Chừng nào tụi nó có dịp nào đi ngang đây chẳng nó ghé luôn thì có, chứ không đúng ngày giỗ. Dạ. Yeah. Vậy thôi. Nhưng mà nếu mà đúng ngày giỗ thì mình có cúng hay là mình có làm cái mâm quà? Có. Yeah. Chú làm thì ở nhà cúng riêng, ở nhà cũng có tổ chức ngoài đó đứa nói tổ chức chứ không đâu có gì đâu. Trong mấy cái nhân viên đó với lại chú đâu khoảng chừng 5-10 người thì vậy thôi. Dạ. Yeah. À, con thấy hình cái mộ của công tử nha. Có hình. Dạ. Mộ ở cái gì nè, cái tên 5 cây số. Dạ, cái tên 5 cây số. Nếu muốn ghé ngang đó thì chạy cái hướng về Sóc Trăng. Dạ. Dồn bên trái, cách tây khoảng 5 cây số thì dồn bên trái nó có cái cổng chào lớn như nè, để khách sạn Ba Lát đó, là ngay đó đó. Dạ. Thì là có mấy cái đường mình đi vô. Có cái mấy một là đường xe gắn máy thì chạy vô trong luôn, có đường đi vô, không có xa vô chừng khoảng 20 mét à. Dạ. Thì có cái nhà mồ đó đó. Con thấy cái nhà mồ lớn quá chú ha. Trời ơi, miếng đất nhà mồ đó 1.000 công đất thôi, giờ còn có chút xíu đó. Có cái do bị cái đất gia đình thì lớn lắm, tới 145.000 hecta đất ruộng mà. À. Đó là ruộng, nói về ruộng lúa đó, còn ruộng muối hơn cả 100.000 hecta nữa, bây giờ cũng không còn cái gì hết trơn á.
Giờ ai hỏi nhiều hết thôi, đừng hỏi nữa, giờ tôi còn cái mạng ngồi nó dốc tôi hết rồi, không còn cái gì hết, thiệt tình. Dạ. Hồi xưa con nghe nói là đất của công ty Bạc Liêu là mình cò bay mà. Cò bay thẳng cánh, dạ. Chó chạy công đuôi mà. Dạ. Ngoài cái chuyện ấy là coi như người đang, giống như người đang đi ẩn vật vậy. Dạ. Chỉ thôi. Dạ đúng rồi chú. Chỉ cầu mong bây giờ giữ sức khỏe cho nó, để mà làm việc sau này có chú ở đó thì cái chuyện ông già đó gặp chú nói thật, người khác nói thì khách không tin, chú nói là khách tin hết. Dạ. Bị chú biết cái chuyện gì trong nhà, ai tin gì sao vấn đề gì hết mà. Dạ đúng rồi. Người khác nói người ta không tin. Dạ. Thành ra bán sách tiểu sử của ông già này được á là cũng nhờ chú đứng ra chứ quán á, người khác bán không ai mua đâu. Dạ người ta không có tin. Người ta không tin với dạ. lại người ta đọc báo biết tình cảnh chú khổ quá rồi, người ta mua tính cách là ủng hộ cho dạ. có thu nhập chút vậy thôi. Dạ. Nói chứ thiệt bây giờ giao qua người khác khó bán lắm, không phải dễ bán đâu, bị cái chuyện này nó xưa quá rồi. Dạ đúng rồi chú. Đâu phải mới gì đâu, nhưng mà ta gặp chú ta thích, gặp chú chụp hình đi lưu niệm này kia, giới thiệu này kia rồi. À, nhiều khi khách thì cũng có người ta rộng rãi thì ta cho nhiêu chú lấy nhiêu mà chú được hơn những người khác, chú tự trọng lắm. Yeah. Cho lấy không có chê, 10 ngàn cũng được, 20 ngàn cũng được, 100 đô cũng được, 200 đô cũng được, lấy hết không có chê của ai hết á. Yeah. Nhưng mà dứt khoát không xin, không gạ nói về vấn đề tiền bạc vậy thôi. Yeah. Thôi chứ khách nhiều người giận khách được lắm, chứ không phải đâu. Yeah. Ta thấy mình bị ta bực lắm. Yeah. Làm cái gì mà cái vô lý, cái nhà người ta chặn bây giờ không được cái gì hết là sao? Tôi nói thì không được là không được chứ không biết sao. Biết sao giờ? Yeah. Nó quen rồi, làm như nhỏ lớn sống theo cái nghề buôn bán nó quen rồi. Yeah. Giờ đâu có lao động trên tay gì đâu. Tại giờ giống như có thì vậy như này, có thời gian đi nhiều chỗ này chỗ kia giúp chú tính vô làm cái này làm kia đó, tôi không biết làm gì chứ. Dạ, lúc trước là mình phải sắc cho mình là in photo không chú? Photo chú về đây lúc đầu là chú photo. Dạ. Chứ đâu có sách đâu, cũng may mắn là xui khiến sao về khi mà trở ra nhà công tử này làm những chứng sống thì lúc đó chưa có bán vé, chưa có tổ chức. Dạ. Thì xuống khách du lịch xuống á, thấy chú rồi đi, trong khi mấy cái đám du lịch xuống á, trong đó có hai đại tá của công an. Dạ. Về nhà khách nè, xuống gặp chú vậy mới khiệu chú ra ngoài nói nhỏ để tôi cung cấp khách cho anh bán. Dạ. Rồi chứ đừng cái photo này nó tránh cái phiền phức sau này. Dạ. Đó thì nói chuyện xong rồi chú mới nghe lại cho địa chỉ ở Sài Gòn lên nhà khách trên đó, rồi bên công an làm toàn là công an không à, cũng nhà công an mới làm hợp đồng rồi cho chú, thì cũng đúng y với lại nói vậy thôi, lấy sách về bán trước thì trả tiền sau. Dạ. Đó chú họ ông kêu nói trời ơi thôi không có tiền không đợi. Một quyển như vậy là bao nhiêu tiền hả chú? Là 70 ngàn. À chú thật thà thẳng thắn lắm. Dạ. Mà trung thực lắm kìa. Dạ, kêu thấy. Nói theo cái kiểu mà dùng cái từ giống như bây giờ mà định bợ bưng bô là đối với chú là không có chuyện đó đâu. Dạ. Con thấy có chú... sao nói vậy người ơi. Dạ. Con thấy cuộc sống của chú bây giờ rất là giản dị. Giản dị. Dạ. Rất là giản dị. Ăn uống rồi cũng vậy, sáng chú ăn gói phở gói rồi là xong ngày rồi đó. Dạ. Mà chú cũng ăn có nhiều khi ăn tháng này qua tháng kia chứ không ngán á, là biết là chú sao rồi. Cũng rất là khỏe, sức khỏe rất là tốt. Đi biết bao nhiêu rồi gửi vô bệnh viện thần kinh đồ này kia tùm lum ta lá chứ
người ta nói không được đâu, thì nó gửi 2 tháng ta khuyên đem về đi, để vô đây đặt quảng cáo thì nó nặng hơn được. Dạ. Mới đem về đó. À, cô bây giờ sinh hoạt cuộc sống đâu bình thường không chứ? Thì nó bây giờ đâu có làm gì đâu, chỉ tắm thì má nó tắm cho nó, rồi kia nó không biết gì chứ á. Dạ, cũng như là đi thần kinh đó. Phải uống thuốc hàng ngày. Dạ. Uống thuốc thần kinh đó, uống hàng ngày. Dạ đúng rồi. Cô tên gì? Tên Phượng. Dạ cô Phượng ha, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 42 tuổi rồi. Đó, cũng còn nhận thức được cái chút. Được. Dạ được. Nói chuyện giao tiếp nãy giờ con thấy là giao tiếp rất là bình thường luôn. À, thì đó. Nhưng mà đôi khi thì cũng không có kiểm soát được những cái lời nói mình một chút. Đó, ngồi chơi chút xíu thấy nó gì á, chứ mà ngồi hồi nói chuyện dài quá, nó nói cái chuyện cho nó không ai hiểu gì chứ. Dạ. Mà cái bệnh này nó ngộ nha. Những cái mới thì nó không nhớ, mà cái gì hồi nhỏ đôi khi mình gặp bạn bè hồi xưa lại mình không nhớ, nó nhớ hết. Dạ. Giống như mình nhớ những cái hồi xưa thôi. À. Dạ. Cô ăn cơm chưa? Cơm rồi, 1 giờ mới ăn. 1 giờ mới ăn. Rồi sáng chị ăn cơ, cô ăn cơm chưa? Sáng thì ăn. Phải sáng mình ăn uống gì mình uống sáng chứ. Rồi, ăn rồi đi mua đồ ăn sáng ăn. Dạ. À. Nhớ ăn uống thuốc đồ đầy đủ nha nha cô. Hết. Dạ. À. Không, cái bệnh này là phải uống hoài chứ không có ngưng được chú. Không có ngưng dạ. Được không? Rồi con thấy cô còn khỏe quá, cô đi siêu thị, cô đi chợ này kia. Đó, bây giờ đi ra đi vô rồi bả chở không ơi chú, là chạy xe ôm chuyên nghiệp cả chục năm mà bây giờ bả không cho chạy nữa. Dạ. Đi xe Honda. Dạ, đi xe Honda. Đưa rước chú thôi. Dạ. Thì sống thật cho lòng thánh thơi. Cuộc đời sắc sắc không không. Thôi thì sống thật cho lòng thánh thơi. Đó, còn cái tấm bên đây là gieo tính cách thì gặt số phận. Đó, đơn giản vậy thôi. Mình treo hai con này để mà luôn nhắc nhở bản thân mình. Nhớ bản thân mình. Mà cái bản chất tôi chú từ nhỏ tới lớn y vậy á. Thành ra chú giờ này còn ngồi đây là may mắn lắm rồi. Chứ bom đạn nó né chú biết đi vô lần. Đâu phải đi lính bình thường đâu. Mà đi lao công đầu binh đưa tuốt này chú Lai Quảng Nam á. Lũ đạn nó như bom nó né chú biết bao nhiêu lần. Bây giờ chú có cái câu này để nhắc nhở tụi con, nếu mà cái gì cái giữ cho cái tâm nó tốt là được rồi. Dạ. Yeah. Không. Cái giữ cái tâm mà ví dụ mình có khổ cỡ nào, khổ mình gặp người khác, khổ cứ giúp người ta đi, không mất ở đâu đâu, ông trời giúp. Cho có lợi cái khác lẹ lắm. Yeah. Bây giờ nó cho qua cho lợi lẹ lắm chứ phải là hồi đó kiếp này ở kiếp sau trả gì đâu, không có cái chuyện đó đâu, liền tu tị. Yeah. Cứ sống phải là được rồi. Thành ra mấy cái câu chữ này nó có ý nghĩa lắm. Thấy cái câu này từ nhà Phật đưa ra chứ nó phải tự nhiên chú khó đâu. Dạ. Yeah. Nhiều tính cách gặp số phận. Bây giờ mình trồng cái gì mình thưởng cái đó thôi. Dạ. Trồng rau thì có rau ăn, trồng ớt thì có ớt ăn. Dạ. Mình gieo cái nào mình gặp mình gặt cái đó thôi. Hình ra nhiều cái câu nó đơn giản mình thấy hay lắm. Dạ. Ở ngoài ra thì chú có đôi lời nào muốn gửi đến bọn trẻ tụi con? Thì chú bây giờ lớn tuổi rồi, đường đời chú trải qua nhiều lắm, là chú khuyên tụi con. Bạn bè thì ai cũng phải có, nhưng mà chơi với bạn bè cẩn thận một chút. Thạch thanh luôn luôn thì nó ít, mà lý thông nó nhiều lắm, yeah. Khổ lắm. Lúc nhiều khi ăn nhậu này kia, này rủ kia rủ, tới chừng chú rồi biết bao nhiêu là bạn bè. Yeah. Cái gì cũng chú, cái gì cũng chú, tới chừng hết tiền ra ngã tư chạy xe ôm, không có ma nào ghé. Chuyện đời nó vậy đó. Yeah. Mà chú quen nhiều người có chức phận lắm rồi chứ không phải đơn giản đâu. Yeah. Nhưng mà thôi chú khổ rồi chú cũng chẳng tìm ai hết trời. Ai tới không tới thì thôi. Mà yeah. Cũng không than phiền gì người ta hết. An nhàn có chức an khỏe. An nhàn rồi. Có chức khỏe được hả chú ha? Thành ra chú được cái tánh gì
ở khi nằm xuống chưa đầy 5 phút là chú gái kho kho rồi. Thanh thản lắm. Dạ không có cần lo nghĩ gì. Không có lo nghĩ gì chết nữa. Là cái chuyện đời mà muốn trở thành một người tốt không phải đơn giản đâu, phải trải qua biết bao nhiêu thử thách. Với lại cái bản chất con người mình hướng thiện là cái gì cũng được hết, mà hướng về tiền bạc rồi tranh đua gây gỗ rồi kêu thôi chú né ba cái chuyện đó lắm. Mà lúc khổ rồi khổ lắm rồi, phần đông khổ cái người ta khi dễ dữ lắm. Yeah. Lúc mình có tiền thì khác, không có tiền thì khác khi dễ dữ lắm. Chả không phải là nó như thế đó. Anh đã có làm gì, có dịp kiếm tiền thì ráng kiếm để mà tích lũy đi. Rồi đừng có gì bạn bè chơi, bạn bè phải chọn người mà chơi. Thiện mà sống đi. Dạ. Còn tiền bạc thì mình phải làm mình mới có tiền. Dạ. Chứ đừng có mong chờ ai đem lại cho mình hết. Còn giống như chú bây giờ, chú đâu mong chờ tiền bạc đâu mà tự động nó tới là cho, không để không lấy. Dạ. Đừng bao giờ xin ai hết. Có lỡ kẹt đi nữa ráng cách này cách kia để kiếm ra đồng tiền mà sống qua ngày. Dạ. Cái mình đời nó thế mà, mình trọng mình trước đi rồi người khác mới trọng mình. Dạ. Chứ gì đụng tới tiền bạc là dễ mít lòng lắm. Thì nên chú năm nay có bảy mấy tuổi rồi mà tiếp khách tôi, trời ơi, ai khen vô trời ơi, bảy mấy tuổi mà thấy ông còn trẻ quá trời. Còn duyên lắm kìa. Dạ, con thấy chú rất là khỏe mà nói chuyện, rất là hay chú ơi. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu, chú là cái người dở ăn nói nhất. Nói theo cái tình người thì chú nói được. Chứ nói mà cái kiểu nịnh bợ bưng bô hay là gì cái chú. Chú không nói, không làm được. Dạ. Yeah. Con nghe không phải nói chú khoe. Thấy chú vậy lương bổng đồng có khói. Chàng tháng là chú giúp gạo cho mấy người nghèo. Dạ. Yeah. Chứ lại mới giúp mấy người khổ, còn khác không dưới 10 triệu. Nói tụi con có thể tin, chả không tin thì tùy tụi con, yeah. Có là sự thật. Xe ấy gì đó ra đẩy bán bánh mì sống qua ngày. Dạ, lúc mà chưa bán sách đó hả chú? Ừ, chú suy nghĩ gì đó. Chứ có người đi tới đâu phải kiếm việc làm tới đó chứ không làm lấy ai nuôi mình. Thì nhờ sách biết sách này nè mới kiếm khá khá một chút. Rồi chú có được thì ai cũng mừng hết chứ á. Chú có để chú dư ra chú giúp người khác. Dạ. Chứ phải khó mà để riêng của nhà không khó. Dạ. Giúp những cái người khổ hơn mình. Khổ hơn nhiều mình. Lắm, nhiều người khổ lắm trời ơi, trần thân kìa. Mà chú giúp nào không có sai. Chú ở quan sát kỹ người nào sao bị chú ấy chống chú biết mà. Dạ. Mình giúp đúng người đúng hoàn cảnh. Đúng người đúng hoàn cảnh. Mà phần đông là chú bữa nay vui miệng chú mới nói cho chú làm tin, chú ít nói chuyện đó. Ít làm tin chú ít nói tới cái chuyện tiền bạc lắm. Yeah. Ủa ơi, con đi Vĩnh Long chú đi bằng xe đò hả vậy? Dạ con đi xe khách. Ờ con đi xe con. Xe Honda của con. Xe Honda hả? Dạ. Chú ơi, hôm nay con tới con thăm chú, hôm nay con cũng nói chung con gửi cho chú tiền, con sợ nhiều khi con cũng ngại nữa, nhưng mà con gửi cái này cho chú 200 đem uống cà phê nha chú. Rồi, gì dạ, được rồi. Cho gửi cho chú đó uống cà phê. Chú được lắm, thật thà lắm. Dạ. Không bao giờ chơi ít chơi nhiều vậy chứ, dạ. Khó là mừng rồi. Con cũng hay đi làm từ thiện á, mấy hôm nay con đi làm ở từ thiện ở bên Kiên Giang á, là con từ Kiên Giang con qua đây luôn. Ừ. Dạ. Cái đó hay lắm. Đâu biết cái gì vậy, bắt rắn không? Dạ biết. Trời ơi, thấy tội ghê là tội á. Dạ, tội quá trời tội. Quá trời tội, không, dùm mặt.
được cái cầu mong cho nó còn hỗ trợ gì qua. Hỗ trợ thì không nói gì, cái thế dĩ nhiên rồi, nhưng mà sợ nó sống không được hết chứ. Mà mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà mẹ con gắn mình phải mang vô bệnh viện luôn, đâu có đang gắn nó được. Thì đó. Dạ. Nó giữ cái đầu nó bó chặt lại mà mang vô luôn mà. Dạ. Nhưng mà cái nọc nó sợ nó chạy lên. Cái nọc á, cái nọc ọc rụm gắn cái hổ chúa mà dạ. Nó trời ơi dài 3 thước vậy nè. Dạ. Ghê lắm rồi. Tại mình nghĩ tới cái hoàn cảnh mà gia đình nó tiền học mà phải liều vậy, thấy tội chỗ đó thôi. Thôi thầy ta con nói gì chú nghe con nói chú mừng. Cứ đi từ từ thiện đi. Dạ. Đừng có nghĩ ngợi giúp người ta, người khác giúp lại mình, cái chuyện đó đương nhiên thôi. Dạ. Khỏi cái gì chứ á. Dạ. Khỏi phải cần đi chùa chiền hay ăn chay niệm Phật gì chứ á. Không có. Dạ. Chú có hay hơn người ta nè. Chú có ngờ chú là cầm cây nhang chú cầm không được không? Dạ. Mà từ nhỏ tới lớn vậy á. Dạ. Làm như nó thấy nó có gì vậy? Giả tạo của người hay sao á. Điều quan trọng là cái tâm của mình hay chú? Cái tâm thôi. Dạ. Chùa chú không đi, nhà thờ chú không đến mà. Dạ. Chống dịch cái tâm thôi. Dạ. Con cũng quan niệm vậy nè. Thì con thấy là con thì có thể là cuộc sống con cũng không khá giả gì mấy, nhưng mà con thấy là nhiều cái hoàn cảnh nó khó khăn hơn con rất là nhiều. À, cứ dạ. Nhìn xuống mà sống đi. Nhìn xuống đi mới thấy là mình sung sướng. Dạ. Không. Nhìn lên không có theo kịp người ta đâu. Dạ, rồi. Muốn có theo kịp người ta làm mình làm nhiều cái sai trái lương tâm lắm. Dạ. Cứ hồn nhiên vậy đi. Dạ, cứ mình thấy mình ai khó khăn mình giúp được. Giúp gì đó. Đó. Nhưng mà phải hay lanh lợi là coi người ta giúp, tính cách mình giúp đúng người hay là người ta lợi dụng mình. Dạ. Hay dở ra cái chỗ đó đó. Dạ đúng rồi chú. Giúp được thì tinh thần thoải mái lắm. Dạ. Ngủ rồi nó thảnh thơi. Nó dạ. Thảnh thơi lắm. Dạ. Chỉ là con giúp ai được thấy con vui trong lòng lắm. Thì chú. Đó. Dạ. Y chú vậy thôi. Mấy cho mỗi người có cái bản chất riêng của người đó. Dạ. Còn tiền mà có cũng được, không có được cũng xong. Mình tạo ra tiền chứ đồng tiền mới tạo ra mình đâu. Nhưng mình hướng về tiền quá, nó hướng cái tâm của người làm hai lợi thích à. Lừa thầy phản bản gạt đồ này đó, kia. Dạ. Tiền khi nó làm thay đổi tâm nguyện đó. Thì đi chú tiếp khách, chú đợi đầu xin tay, nhưng mà ta cho tiền dưới tính cách ta vui lắm kìa. Mà mấy cái này kia trước khi cho tiền thì chú tặng khách cho người ta mới cho tiền chú chứ tự nhiên ai biết gì đâu. Đó, có cái này có cái kia không biết qua ngày được chứ. Hãnh dạ. Diện với lương tâm mình nó đâu có xin cho ai, dứt khoát là không xin. Dạ đúng rồi ạ. Ví dụ là đem chú ra ngoài lần gặp khách đi, 10 người 20 người chú tặng trước còn cho lại, nó tới sau thì kệ, nó không cho cũng được nữa. Dạ. Đôi khi phải cái báo cờ bạc chút xíu. Thứ thật chi đi. Chứ yeah. Mình không cầu người ta cho mình. Yeah. Nhưng mà mình đã cho người ta, mình chạy xe ôm người ta biết, ta đụng báo chí đăng nhiều ta biết thôi. Không lẽ ta làm lớn. Yeah. Mà cứ hên xui vậy đi. Cho lấy cho vui, không cho cũng vậy thôi. Dạ yeah, giống như mình cho đi trước đi chú. Đúng rồi. Có thể là người ráng người, cái người đó là không có cho ngược lại mình, nhưng mà cái người khác nữa sẽ cho đó, trời lại. Nhiều, cái đó nhiều lắm. Dạ. Yeah. Nhiều, người, nhiều lắm. Khó khăn lắm, ta làm sao lại trả được mình được đâu, phải người khác cho mình. Với người ta ra đời giờ mà kiếm một người bạn mình tốt để mà chơi cũng đơn giản đâu, cảnh giác một chút. Dạ. Rồi, hôm nay là gặp chú Đức, thấy con trò chuyện rất là vui, thì con thấy chú phải con cũng rất là mừng. Thì chú có vậy thôi, nhưng dạ. Mà theo cái tướng của chú là mấy cái người mà lớn tuổi á là có cái lỗ tai thì sống thọ lắm á. Dạ. Sống thọ. Thiệt. Hồi nhỏ tới lớn á, bột đạn né chứ không biết bao nhiêu lần đi lao cộng đồng binh đồng cực kích bạn nó dễ chứ em là CDB ngoài sao mà ra tuốt ngoài tương lai khoảng năm á. Dạ. Một chú phong trần lắm kìa. Cũng vậy, tại cái ham vui thôi chứ không có giả hết trơn, cái ham vui thôi. Dạ. Ổng dành hết bệnh tâm nó vẫn chơi không đó.
Còn hồi nhỏ với này nhạc con công tử giờ biết chú làm gì không? Thích cái bao đi lượm miếng chai, sống chung với bụi đời, tối ra ngoài thích thịt ngủ quá. Dạ. Ở chạy vú lo này kia đủ thứ chuyện, chứ mà không buốt cái gì là không được, mà không có đi chơi gì cho nó thích à. Tại vì cái đại chú nó, nếu mà nhớ cái bài cô Phương Dung ca là nó phủ vô cuộc đời chứ chú á, đời lắm phong trần tay trắng tay đó. Dạ. Rồi thì chú cái tâm chú an nhàn lắm. Dạ. Không thấy gì làm bị vậy. Vậy cho cái cho mình nó nhẹ nhõm chú ơi. Ừ. Dạ mình suy nghĩ như vậy đi, cho mình nhẹ nhõm cái đầu óc. Dạ. Dạ. Ở dưới đây luôn hả? Ở Bạc Liêu. Dạ không, em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ con ở Vĩnh Long. Nay con tới con thăm chú. Rồi con cũng đài truyền hình Vĩnh Long nó quay chú mấy đợt cô. Dạ. Dạ con cũng chúc chú thật là nhiều sức khỏe nha, cũng như là chúc cô, cũng như là chúc chị nhiều được sức khỏe nha. Có dịp mà con xuống Bạc Liêu thì con sẽ con ghé con thăm chú nữa nha. Này. Ở đây thì cô với chú là có tặng mình một cái quyển sách về cuộc đời và tiểu sử của công tử Bạc Liêu nha cả nhà. À, thì mọi người ở Bạc Liêu hoặc là mọi người có đi du lịch ở Bạc Liêu thì mọi người muốn hiểu thêm về cuộc đời của công tử Bạc Liêu thì có thể là ủng hộ chú sách.